Thì trong khu mộ này là lập 3 hướng để cho tiếp vận và sẽ đặt thứ tự các cái mộ nào đến đâu để dùng cho vòng 4 đời ít nhất là cả. Tức là người ta sẽ chôn dần từ trên xuống dưới. Đây là hồ sơ quy hoạch một khu lăng mộ, đúng không ạ? Giới thiệu này, đây là cái vùng đất trên một quả đồi xét thủy pháp tại các phương vào, đúng không ạ? Lấy toàn bộ tuổi các thành viên trong gia đình xong, xong đầu chúng tôi lập quy hoạch trên cái thửa đất. Chỗ này chị bảo là khu mộ người ta bao nhiêu? 1.400 m², đúng không ạ? Thì đây là những phần mộ là sau khi được lập và xác định được phương hướng lập tọa xong thì bắt đầu tôi sẽ gợi ý cái phương án các kiểu không gian của mộ. Và tôi sẽ bổ cái không gian bao gồm là phần ở giữa, đây là cái phần ban thờ, cái phần từ đình, những cái phần mộ tròn, án cũng như lư hương, bàn thờ, cái phần mộ tròn và đài hóa sớ. Đây là phần thiết kế phong thủy. Sau đó tôi sẽ đổ màu sơ bộ vào để chúng ta nhận được cơ bản là cái phần không gian của cái khu mộ. Sau đó là phần lập hướng. Thì khi mà làm thì chúng tôi sẽ có mặt bằng rác móng và tôi phân kim để tôi định vị được các cái tọa độ của mộ, các hướng ấy. Thì trong khu mộ này là lập 3 hướng để cho tiếp vận và sẽ đặt thứ tự các cái mộ nào đến đâu để dùng cho vòng 4 đời ít nhất là cả. Tức là người ta sẽ chôn dần từ trên xuống dưới. Đây này, phần áo quan phân kim này, tất cả những mộ này đang là táng một lần. Nên kích thước đường kính của mộ nó lên đến 2m57. Rồi ngày giờ để người ta dọn dẹp mặt bằng tháng 4 thì người ta mới làm. Đúng không ạ? Ngày giờ để động thổ. Đúng không ạ? Sau đó tôi hướng dẫn anh chị cái phần cải táng như thế nào, thế nào là tiểu, thế nào là quách, thế nào là cát táng, thế nào là hung táng. Sau đó tôi hướng dẫn cách đào đất ở khu vực đấy thế nào. Sau đó là đào xuống và xây cái tường gạch của phù thổ, địa thổ, và phần này là phần đặt tiểu quách xuống như thế nào. Sau đó là cách thức để mà xông cái phần dưới để đẩy khí lên ra sao, tường gạch thế nào. Sau đó là cách thức để mà hoàn long đất cũ sau khi đưa áo quan lên thì làm thế nào. Sau đó là cái cách thức để mà chúng ta đặt các cái vật phẩm từ thất bảo, tiền ngũ đế, chỉ ngũ sắc hay dẫn long phù, chúng đặt thế nào ở phần phía dưới, đúng không ạ? Sau đó chúng ta mới đặt cái tiểu quách như thế nào, hướng tọa như thế nào. Sau đó lấp đất lên và từng lần lấp đất lên chúng ta bỏ cái gì xuống dưới, và đất thì trộn với cái gì để thả xuống. Sau đó là chúng ta sẽ hoàn thiện, đúng không ạ? Và hỏa táng, sau đó địa táng thì làm thế nào. Bởi vì cái khu này người ta sẽ làm nhiều, và địa táng một hay là táng một lần thì làm thế nào, và cái phần huyệt mộ khi táng một lần thì làm ra sao, hiểu không ạ? Sau đó là thì hướng dẫn sử dụng cái bột đá phong thủy bát bảo. Đến phần tư vấn thiết kế âm trạch, đúng không ạ? Tôi sẽ lên toàn bộ phối cảnh của khu mộ đấy, xây lên thì thành thế nào, xây lên thành thế này. Thế không, tôi vẽ thế kia chị không hình dung ra, đúng không ạ? Đây là cái án đằng trước cho cái tròi á, đúng không ạ? Lên đây bên này nó lên thành khu mộ như này, tổng thể như này. Tôi xoay nhiều hướng nên tôi sử dụng cái phương pháp bộ tròn với cả kim tĩnh tròn để tôi xoay, thì tất cả các mộ trông nó vẫn giống hệt nhau nhưng mà các hướng lập lại khác nhau. Hiểu không? Các hướng nó vẫn giống hệt nhau nhưng mà hướng ở dưới là khác nhau. Nhìn thấy những ngôi mộ này là cái hướng nó quay khác không? Những cái này hướng nó quay khác không? Hướng nó quay khác không? Đó. Đây, chi tiết đây. Thấy nhìn cái tiểu quách, cái tiểu quay bên dưới khác nhau không? Thấy khác chưa? Có thấy cái quan tài dưới nó quay khác nhau không? Hiểu chưa? Đó, cơ bản là như thế. Mặt bằng định vị, các loại mặt bằng này, kích thước tôi đưa chi tiết luôn. Phân kim vào từng cục, bản bổ. Đó. Tôi chia sẻ để chúng ta biết thế nào là một bộ hồ sơ phong thủy và phong thủy Đăng Nguyên đã làm ra một sản phẩm như vậy.